Nhà đồng Việt kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2022, trưa nay nhà đồng Việt ghé cái đám cụ qua của anh Đề ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cái đám cụ qua này anh hái được hình như là 7 cử. Hôm qua anh hái được 160 kg. Đám cụ qua này anh trồng chỉ có nửa công đất thôi. Ở đây anh trồng là 10 gói, tổng cộng là 1.000 dây. Anh trồng cái giống khổ qua Taka Win. Thưa quý vị, cái đám khổ qua này chỉ có nửa công đất thôi, nhưng mà mình vẫn quay gửi đến quý vị xem. Bởi vì cái nửa công đất này là xưa giờ anh trồng cái mít, cái mít mít Thái đó quý vị, là anh trồng 2-3 năm vừa rồi mà chẳng có thu được đồng xu nào. Giận quá chặt hết mít, chặt hết mít Thái đem xuống, bây giờ trồng khổ qua, mới trồng khổ qua nay gần 2 tháng. Đấy, 7 cử mà anh bỏ túi 9 triệu rồi đó quý vị. Hôm qua thì hái 160 kg và hôm nay là hái được 140 kg nữa. Ngày nào cũng lượm 2 triệu đều đều. Thật ra mà trồng rẫy mà nếu mà cứng tay á thì mình thấy là sướng hơn làm vườn nhiều. Cái đám cụ qua này anh hay điều điều lên thì có tiền ngon rồi, trong khi đó trồng mít hay trồng sầu riêng đợi lâu quá. Trồng sầu riêng thì có thu nhập còn cao cao, mà mít Thái bây giờ thấy căng quá. Giống bữa mình quay cái đám ớt của anh Đèo đó quý vị nhớ không? Cái đám ớt của anh Đèo miếng nhỏ miếng lớn, mà miếng nhỏ là có gì đâu mà được chừng khoảng chừng 400 mét vuông gì, mà ảnh kiếm lúc mà mình lên mình hỏi ảnh là kiếm là mấy chục triệu rồi, có lý ghê. Mà trong khi đó ớt còn lên cái cây trên nữa, trời ơi. Bởi bây giờ thấy mấy người làm rẫy, người nào làm mà cứng tay, chịu khó làm, kỹ thuật đúng, trồng mà trúng mùa được giá thì ngon hơn mấy người đi làm nhiều. Rồi nông dân trồng rẫy giờ ngon lắm, kiếm vài chục triệu là bình thường. Còn anh nào trồng cứng mà đất hơi rộng rộng là vài tháng là kiếm vài trăm triệu, ngon ơn. Anh Đệ em bảo rằng là hôm nay là trái mình nhìn nó thưa rồi nha quý vị. Ngày hôm qua mà lúc mà ảnh hái cái cử hôm qua, anh nói trái nó lừ luôn, đặt lừ luôn. Mà rất tiếc là mình không có ghé đúng lúc. Thì hôm nay thì còn nhiều thì mình quay lại gửi quý vị, mình tính giải trí thôi. Đám cụ qua này mình cũng không có làm cái chia sẻ gì cả, gửi đến quý vị để biết đám này nó trồng ở trên cái đất mới vừa hoàn chặt mít nó như thế nào thôi. Đám cụ qua này bữa mình đi ngang mình thấy ảnh trồng lúc nó còn nhỏ nhìn ghê lắm, ai đi ngang cũng quở. Lúc đó cỏ cụ qua nó còn cỏ này nó mọc cao hơn cụ qua lớp lớp ở dưới, nhìn ai đi ngang cũng quở, mà nay ai đi ngang cũng hết hồn, nhìn trái quá chừng. Và nhà đồng Việt cũng có vài lời gửi đến toàn thể quý vị như vậy. Kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, gia đình luôn im ấm và hạnh phúc. Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhà đồng Việt bằng cách ấn vào biểu tượng hình quả sen. Nhà đồng Việt xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị. Thank you.
tường quan còn bất lớn quy rộng, thì lòng giả con người cũng theo thời gian mà mai giờ trái đã